trang web, nhưng mà mỗi server là một kiểu. Thì có của Net Nam này, để phát thì là cái hot. Gần nhất của đời. Bạn sao? Bởi vì nó máy nó chạy hơi chậm. Thì các bạn vào hot. Thì các bạn nhìn thấy là trong cái hot này thì trước đây là chạy bằng Windows, là dùng ngôn ngữ là ASP.NET, nhưng bây giờ thì chuyển lên là cái phần này đang sử dụng. Các bạn nhìn kỹ trên màn hình nha, thầy lấy ví dụ để các em nhìn thấy. Đây là cái hot, quản trị hot. Đấy, trong quản trị này thì nó cũng giống như là bên trong của phần gem của chúng ta cài thôi. Chúng ta vào bảng điều khiển. Thì các bạn nhìn thấy này, trong phần bảng điều khiển này của nó y xì như bên trong gem. Nó cũng có MySQL database, PP admin, đấy, và file manager. Thế thì cái phần quan trọng nhất là trong file manager là phần chứa đựng trang web mà chúng ta sau này chúng ta sẽ lập trình. Đấy, hoặc là các bạn đi làm cho công ty thì công ty sẽ lập trình chứa vào trong này. Còn cái này là phần quản lý. Thì ở đây là một ví dụ thực tế mà thầy muốn để cho các em thấy là nó hình thức ra sao và tại sao nó phải như thế. Thì chúng ta vào File Manager. Đây phần trang web. Đây, một trang web của một đơn vị trường học được lưu trữ trong public HTML. Đấy, và chúng ta nhìn thấy là đây là bộ website. Đây, đúng như là chúng ta hôm trước chúng ta nhìn thấy trong application này thì gồm có bộ phận là điều khiển config, control, database, filter, language, vân vân, tất cả trong đây. Đấy, được chứa trong này. Nha, tất cả được chứa trong này. Hiện nay trang web này đang chạy, đúng không? Thì bây giờ thầy sâu ra với phần đang chạy cho các bạn để các bạn nhìn thấy là đây là thầy đang quản lý cho một đơn vị. Đây, trang web đó được chạy trên cái đó. Và đằng trước mặt này người ta gọi là front end, tức là front end đằng trước, và đằng sau là back end, hay gọi là back end, là cửa đằng sau. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là cửa đằng sau. Và các bạn nhìn thấy là phần đây thì thầy đăng nhập vào bên trong backend nhé, để thầy tất cả là thầy lập trình, nhưng mà trong backend của nó là như nào. Đó, trong backend thì khi mà đi vào trong rồi thì chúng ta nhìn thấy là trong backend đây rất nhiều menu. Thầy lập trình ra để thầy quản lý, ví dụ như là quản lý danh sách, quản lý người dùng này, thì gồm có từng này người dùng này, rồi quản lý văn bằng này. Chúng ta nhìn thấy là trong phần văn bằng đấy thì trong này gồm có là nhập thông tin văn bằng, và phía dưới là tên của các bạn đã ra trường và xóa sửa. Thì việc của chúng ta, thầy cũng dạy cho các em là cách chúng ta nhập vào. Nhập vào như nào? Nhập vào các trường ở đây. Đấy, các trường ở đây nhé. Có nghĩa là người dùng không nhìn thấy trang này đâu. Nghĩa là các bạn ở ngoài mà search cái trang web này của cái trường học này thì các bạn không vào được trong. Đấy, không vào được trong. Các em hiểu chưa? Nghĩa là không vào được trong. Đây, còn phần này là người ta đã nhập rồi. Đấy, người ta đã nhập được vào đây là 91 bạn. Đấy, và người ta thứ tự là lộn ngược từ dưới lên trên. Đấy, các bạn nhìn thấy là cái phần này là phần backend nhé, phần cửa sau ấy, gọi là cửa sau trang web. Thì một người làm website hay là làm quản lý cơ sở dữ liệu thì phải biết được cách tạo cơ sở dữ liệu và biết được cách tạo ra những cái việc này. Việc này nó hơi khó một chút, nhưng mà nếu mà các bạn theo thầy thì các bạn sẽ thành công, nghĩa là các bạn sẽ có thể làm được. Và lương mà chúng ta đi làm các trang web cho các công ty rất là cao.
Đấy. Thầy hy vọng là các em cố gắng là làm tốt được việc đó. Bây giờ thầy các em nhìn thấy là có 91 bạn. Bây giờ thầy lấy thử tên của một bạn thầy search nhé. Đây là cái cách gọi là quản trị đấy, các bạn chính là đang học môn này. Đây bây giờ thầy copy cái số hiệu bằng này nhé. Copy. Rồi bây giờ thầy ra trang chủ là trang ngoài. Lần trước thầy nhập vào văn bằng. Đấy, thầy search này theo số hiệu này, thầy paste nó vào. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đây Bùi Thị Dụ, đấy, Hòa Bình, tin học ứng dụng cao đẳng vân vân. Đấy, các bạn nhìn thấy là đây là một ví dụ mà thầy vừa sâu cho các em. Đấy. Đấy và quay về trang chủ đấy thì một trang web được hiện ra như này, gồm có rất nhiều phần. Đấy, rất nhiều phần. Gồm có chat rồi vân vân, nghĩa là thông tin đăng rồi hình ảnh video slide vân vân. Đấy, các bạn nhìn thấy. Đây là một trang web đang chạy. Có thể hiện ra rất nhiều tên đúng không? Thì ta quay lại trở về sản phẩm trong cái phần file manager này. Đấy. Toàn bộ website được chứa trong thư mục public html đây nhá. Thì cái việc này các bạn không lo, khi các bạn lập trình xong thì các bạn sẽ đưa lên và kết nối cơ sở dữ liệu cũng là cái gì thì bây giờ thầy sẽ chỉ ra cho các em để các em nhìn thấy là trong cái file này, trong cái database này nó kết nối như nào. Up lên một cấp nữa. Đấy, chúng ta vào config, tức là phần cấu hình ấy. Nào bây giờ các bạn sẽ theo dõi thầy nhé, vào database đây, kết nối nhá. Bây giờ ta xem nó kết nối như nào. Ta vào edit để ta mở nó ra. Đấy, thì các em nhìn thấy cái dòng này chưa? Đấy, localhost. Các em chỉ cần hiểu là localhost có nghĩa là tại vị trí này nó truy cập vào chính cái host của công ty mắt bão đặt tại server miền Nam. Hiện nay là cái server này đang đặt trong miền Nam. Và thầy cho các em xem đấy, host name là bằng này, username là họ đặt như này, mật khẩu người ta đặt như này. Đấy, để chúng ta nhìn thấy là nó đã được chui vào bên trong để nó sẽ làm nó sẽ kết nối được với database là localhost nhé. Còn các bạn đừng nhầm khái niệm là ở Gmod là từ xa, nó không bao giờ kết nối từ xa mà nó phải kết nối tại chỗ. Tại chỗ, các bạn hiểu cho thầy nhé, tất cả là kết nối tại chỗ. Và bây giờ thầy đóng lại, thầy đóng lại, các bạn nhìn thấy là tất cả trong này. Vậy thì cái bộ website này, cái bộ thư mục này tí nữa chúng ta sẽ copy ở trên trang của thầy, trên driver của thầy. Chúng ta copy về, chúng ta làm theo cách của chúng ta từng phần một như thế nào. Đấy, đây thầy hôm nay có mạng, thầy mới sâu cho các em biết là tại sao người ta phải đặt được từ xa. Và đây là mình đang truy cập từ xa, mình đang truy cập từ xa. Đấy. Thì nó trong này nó gồm có những phần nào thì các em nhìn thấy, control là điều khiển này, như cảnh sát này, view là front end và back end là cái cổng, hay còn gọi là làm cho chúng nó bề mặt. Mô đồ là tương tác vật lý. Đấy. Config là đường dẫn vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở ra. Chúng ta quay trở ra nhé. Tất cả những cái gì ví dụ như là chúng ta nhập vào đây thì người ta gọi là request, yêu cầu, gọi là request. Và website nó, mấy chủ nó phản hồi lại chúng ta ngay lập tức. Đấy, mình yêu cầu là request, còn họ phản hồi gọi là respond. Phản hồi gọi là respond. Các em chú ý như đấy. Đây bây giờ thầy viết chữ viết trong Word để cho các em hiểu cái từ respond và request. Đấy. Bởi vì thầy không muốn cái kiểu dạy học giống như thầy học giữa đại học công nghệ thì chỉ dạy về khái niệm và lý thuyết ở trên bảng nhưng không có cái hiểu thực tế, dẫn đến là cái khái niệm nó bị nhầm đi. Nó hơi chậm. Đấy, là phần mới nha. Nó dưới từ đây.
Zest On. Đây là phản hồi. Đấy, gọi là Zephon phản hồi. Còn request là yêu cầu. Thế em ghi chữ này là yêu cầu. Yêu cầu cho thầy nhé. Yêu cầu là gì? Là khi mà chúng ta cái khái niệm browser này nghĩa là chúng ta browser là gì? Chính là một cái hành động. Hành động chúng ta đánh trên đường link này, hoặc là chúng ta search hay là chúng ta vào các vị trí này. Đấy, đây là browser nhá. Tất cả cái này chúng ta browser lại. Thì bấm logout ra để thầy giải tiếp các bạn. Thế còn trong admin chúng ta sẽ nhìn thấy những bảng mà nó kết nối từ cái bộ này vào đây, vào database đây nhá. Đây em nhìn này, admin này. Đó, admin đây là tại server từ xa nhá. Server từ xa. Đó. Các em nhìn thấy là đây là tên người sử dụng. Đó. Đúng không? Và chúng ta nhìn xem có những bảng nào. Đây, cái này giống y xỉ MySQL của chúng ta. Đó. Thì trong này có từng này bảng. Từng này bảng. Nhưng người ta không dùng navigate trong này vì đây là máy chủ rồi. Máy chủ rồi. Máy hot thật sự rồi. Đây là máy hot thật sự nhá. Thế còn ở chúng ta thầy dạy là chúng ta dùng navigate để chúng ta có thể kiểm tra xem xét nó dễ hơn. Đấy. Trong mỗi bảng đây, ví dụ như bảng đây chúng ta nhìn thấy đấy. Easy như thế, đúng không? Đơn vị như thế, đấy. Bảng tin user vân vân. Đấy, như này có đủ hết. Đúng không? Easy for nhá. Đấy. Thì thầy đã nói chúng ta là chúng ta hiểu vấn đề về quản trị database, hay là người ta gọi là thiết kế cơ sở dữ liệu. Thì có việc thiết kế thì các buổi sau thì sẽ dạy tổng luôn. Thế cả lớp đã hiểu thì bây giờ có thể khảo lại động và có gì. Nhưng mà mình sẽ thấy là nó sẽ bị vấn đề. Thế thì lấy website mà trường Đại học Xã hội Nhân văn quản lý đấy thì nó cũng tương tự như này thôi. Nó tương tự như này thôi. Tất cả là nó kết nối tại chỗ luôn, localhost. Và chúng ta tách ra ngoài. Đó. Còn người ta điều khiển từ xa thì người ta điều khiển từ xa. Và bây giờ thầy logout đăng xuất. Rồi. Và bây giờ thầy tắt cái này đi. Cái này đi nha. Rồi các em nhìn thấy đấy, đây là công ty này. Công ty họ gửi về này. Đấy. Đây là công ty gửi. Mắt Bão, có tên là Mắt Bão. Các em search trên mạng thì thấy công ty Mắt Bão này cực kỳ to. Và nó vừa bán hot, vừa bán tên miền. Vừa bán hot, vừa bán tên miền cho chúng ta. Đấy. Ngày xưa thầy không được học kỹ như này đâu. Cho nên là cái khái niệm về localhost nó rất mơ hồ. Thực sự là rất mơ hồ. Mình không biết là nó kết nối kiểu gì. Mà cũng không biết là tại sao người ta không kết nối từ xa, vì mạng là remote mà. Nên là nó từ xa. Nhưng mà đây thì nó lại tại chỗ luôn. Và từ lúc thầy hiểu được khái niệm này thì thầy lập trình nó rất là ngon. Nó không sẽ bị linh tinh nữa. Các em hiểu chưa? Đó. Thì bây giờ thầy sẽ tắt cái này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về nhá. Browser chính là đường URL đấy, đường link, có nghĩa là nó chính là cái này. Browser khi là chúng ta đánh cái đường link URL bằng cái gì đó. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy nhá, ví dụ như là dân trí.com .vn chẳng hạn,
thì đây người ta gọi là tên miền hay còn gọi là domain. Các bạn hiểu chưa? Thế thế còn cái đường dẫn cụ thể mà khi chưa có tên miền thì nó là các con số, các con số, nó là cổng địa chỉ, người ta phải gán cái tên miền này vào đây, tức là thay vì chỉ là đổi bí danh thôi thì họ được tên miền. Đấy, tất cả những cái thứ này là thầy nói rõ để các em hiểu, thầy nói rõ một lần nữa để các em hiểu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần quản trị, à phần làm việc. Rồi, thế bây giờ chúng ta vào trong download nhé. Download để thầy xem cái chỗ mà sáng nay thầy đưa lên driver để cho các em vào đấy. Rồi, bây giờ chúng ta vào đây. Chúng ta sẽ vào trong để hướng dẫn các bạn một cách tỉ mỉ. Đây các bạn Nguyễn Ngọc hỏi thầy nhé. Rồi các em sẽ vào tiếp ở live mà cái đường link mà thầy đưa cho các em đấy. Trong phần thư mục gen và bạn navigate mà thầy đã gửi đường link cho các bạn tại thư mục này đây, hoặc là chúng ta sẽ chọn cái này là coordinate nhá. Đây coordinate này các bạn tải về cho thầy, các bạn tải về nhá, tải xuống đó. Thầy cũng làm lại tương tự như các bạn, nhưng của thầy là nhìn thấy luôn. Các bạn thì vào đường link mà thầy gửi cho lúc sáng ấy, chúng ta vào đây master nhá, coordinate master, và khi nó xuống thì nó sẽ vào phần nó rất nhỏ thôi, 4.6 m thôi, 4.6 m. Và bây giờ thầy sẽ đưa nó vào đâu? Bây giờ thầy mở chỗ download, thầy chọn chỗ là coordinate, các em cũng thế nhá, các em tải xuống chỗ nào thì các em phải tìm chỗ đấy. Để xem cái chỗ nào là chỗ đây, coordinate master này. Bản này là thầy đào trên mạng về trong cái trang coordinate, và bây giờ thầy cho vào ổ C. Các em mở mục gen ra nhá. Thì ở trên server hot của mắt bão nó cũng giống này, thì chúng ta đưa vào chỗ http đó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một thư mục mới. Các em tạo thư mục này có tên là bài tập 1 chẳng hạn, hoặc là cái gì cũng được. Bạn ghi bài tập nhá. Rồi bây giờ các em bạn kích cái gì? Đây các bạn nhớ đường dẫn vào đây nhá. Bạn nhớ vào đây. Rồi các bạn paste cho thầy ra. Paste thầy ra. Và chúng ta giải nén tại chỗ. Các bạn giải nén tại chỗ nhá. Extract here. Các bạn extract here cho thầy. Đấy, các bạn extract here rồi. Thì bây giờ các bạn này vào cái này nhé. Các bạn sẽ cắt tất cả, đưa ra thư mục bài tập. Tức là ở trong này các bạn chỉ dùng phương pháp là cắt. Các bạn đưa ra bài tập. Các bạn paste vào đây. Các bạn paste vào, nó ra ngoài. Và bây giờ ta đi xóa đi cái thư mục rỗng này đi.
tức là đưa ra thêm một bài tập đấy, thay cái tên đó bằng bằng cái bài tập, hoặc các bạn có thể rename cái tên đấy cũng được, thành bài tập cũng được, thì các bạn không phải cắt. Rồi, và còn cái thư mục gốc giải nén đây thì thầy cứ để nó, chẳng sao cả nhá, không sao cả. Thế bây giờ thầy mới mở cái NetBean ra, hoặc là các bạn zoom qua được, các bạn mở NetBean ra đã cài đặt rồi. Đó. Đây, NetBean của chúng ta đây. Bạn nào mà cài xong NetBean rồi thì nó sẽ như vậy. Nhưng mà trước khi cài NetBean thì các bạn phải cài là Java SDK. Còn nếu không thì các bạn sẽ cài bằng... Đây là cửa sổ soạn thảo. Để chúng ta soạn thảo. Chúng ta chọn một cái... Thứ nhất là chúng ta làm một vài việc nhỏ nhỏ nữa. Có nghĩa là các bạn đặt cho cái phông chữ nó to lên. Option nhé. Option. Thầy chọn option thì thầy làm to ra. Ở cái mục Photoshop này thầy tắt lên. Sau đó thì thầy vào cái phần font chữ và màu sắc. Thầy cho font chữ to lên. Cho lên 20 đi. Đến 20 nhá, để cho nó to lên, ta soạn thảo nó đỡ nhỏ. Ok. Apply và ok. Để cho nó to chữ. Rồi bây giờ ta mới tạo một dự án mới để trỏ vào bên kia. New project. New project nhá, chúng ta chọn đây. Rồi chúng ta chọn là PHP. Rồi chọn tiếp cho thầy là PHP application. Chúng ta next. Chúng ta next. Đấy, chúng ta đặt cấu hình là to nhất 7.4 UTF-8. Bây giờ chúng ta sẽ chọn browser để trở về cái bài tập đấy. Họ mặc định là PHP Project 1, nhưng mà đấy là tên mặc định thôi. Rồi, ta chọn nhá. Rồi bây giờ ta trở về này. Ta up lên xem nó có phải là thư mục gem không. Đó. Gem ổ C nhá, ta up lên ta nhìn thấy nhá. Nào bây giờ ta xuống ổ C cho thầy. Các em kích vào gem. Rồi các em tiếp tục, các em chọn là htdoc. Đấy, em chọn đây. Chúng ta ghi bài tập ở đây. Đó. Và chúng ta chọn open, đúng không? Ở thư mục của chúng ta sẽ được thay là bài tập. Được chưa? Đấy. Và nó hỏi là đã tồn tại rồi. Maybe là chỉ trên bộ nhớ thôi. Thì ta đặt tên là bài tập. Đúng không? Rồi ta xem nào. Rồi. Nó tồn tại rồi thì ta mở. Đó, bạn mở nhé. Không lưu nữa. Rồi. Ta chọn trong ổ C. Tồn tại rồi thì thôi. Ta quay trở về. Đấy. Các bạn chọn cho thầy trong đây. Máy thầy nó hơi chậm. Thì nó còn cả quay phim nữa. Quay phim cho các em mà. Đấy, để lại bài tập đây. Ta chọn open. Ok, tồn tại rồi, ta mở ra. Và các bạn sẽ xem nó mở. Rồi, xong. Bây giờ nhá. Chúng ta sẽ vào trong source file.
Đấy, đây. Cái mà thầy vừa nói này gồm 3 phần: config, controller, database, vân vân. Đấy, các bạn làm như thầy như thế. Thì bây giờ ta vào đặt cho nó trỏ vào đường dẫn nhá. Các bạn chọn cái này để xem đường dẫn của nó ra sao. Rồi, bây giờ các bạn nhìn đấy nhá. Đường dẫn đây thì các bạn thay cho thầy là mặc định như này, thì bây giờ các bạn thay cho thầy là bài tập. Bài tập. Được chưa? Đấy, các bạn thay vào đây nhá. Thay trong file app.php là các bạn thay bài tập để nó kết nối với cơ sở dữ liệu của chúng ta. Đấy, xong. Phần thứ hai là database, các bạn chọn vào file này nhá. Cái nào thì bảo thì các bạn vào, còn cái nào không thì thôi, để nguyên đấy. Rồi, các bạn xuống đây nhá. Localhost này. Ví dụ như là bây giờ chúng ta ở trên này của thầy là các user thầy ghi là có tên thầy rồi. Đúng không? Lớp quản lý, bây giờ các bạn có thể tạo một tên khác. Đấy, tên root đây, tên những cái đằng sau dấu A còng các bạn kệ nhá. Tên là Hải đây. Thế bây giờ ta sẽ đặt cái nó là tên là Hải. Thì các bạn sẽ ghi này Hải vào đây. Hải. Đó. Mật khẩu thì đây là mặc định của họ, mình có thể đảo thành là mật khẩu các bạn cứ 1 2 3 4 5 6 7 thôi, gọi là mình học mà. Ok, database. Các bạn nhớ nhá, trong database thì các bạn đặt tên cho thầy là quản lý lớp. Đấy. Thì chúng ta đặt ở trong đấy là quản lý lớp. Thay vào nó thôi. Quản lý lớp. Xong. Cái này các bạn để nguyên, các bạn chỉ cần ghi vào, ấn nút này ghi vào, ấn nút save, control F. Xong. Đấy là phần đầu tiên để chúng ta có thể làm được như thế. Thế bây giờ các bạn nhìn thấy nào, nó đã kết nối rồi nhá. Kết nối rồi, các bạn làm cho thầy chỉ cần xong đến đây thôi đã tốt rồi. Và thầy phải chia nhỏ video ra, không có là cái file của thầy nặng. Thì bài hôm nay là các bạn hiểu được website và hiểu được kết nối. Từ đây là kết nối xong rồi. Và ngày mai chúng ta chỉ học là cách truy vấn vân vân và cách trình bày dữ liệu ra website thôi. Và chúng ta tạo ra cái mặt trước và mặt sau của nó. Các bạn nhớ nhá, tạo ra mặt trước mặt sau. Đấy, các em làm đúng cho thầy đến phần này cho thầy. Còn các bạn mà cài được Zingware thì các bạn cũng mở Zingware như thế, cũng làm như vậy, nó cũng ra cái phần này. Thì các bạn làm, các bạn nhớ nhá, Zingware và NetBeans đều là để soạn thảo thôi, để lập trình. Chứ nó không có cái gì là đặc biệt gì cả. Nó cũng chỉ là các chương trình như Word, văn bản để chúng ta thay đổi cái file code của nó. Đấy, thay đổi các file nguồn của nó. Thì các bạn chú ý bài tiếp theo thì thầy sẽ dạy chúng ta cái mô hình quản lý như thế nào. Các em cố gắng là sẽ xem xét thật kỹ cho thầy. Thầy yêu cầu các bạn là cố gắng chúng ta học thật giỏi. Bởi vì mục đích của chúng ta là quản lý thông tin. Mà thông tin quản lý của nay mai là thời đại là 4.0, là chỉ có quản lý trên website thôi. Đấy. Cho nên là các bạn phải hiểu được cái điều đó. Và nhớ là hot name bao giờ cũng đặt tên là local hot, chứ không phải là remote hot. Các bạn nhớ chưa? Rồi, thầy chào các em nhé. Tiếp theo thầy sẽ làm tiếp video tiếp theo để tiếp cái phần này cho các bạn.